Tuần qua, tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam đã diễn ra buổi công chiếu bộ phim tài liệu nghệ thuật Đại thi hào Nguyễn Du và tọa đàm Phim và những thông điệp văn hóa xoay quanh tác phẩm điện ảnh đồ sộ này, ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình. Sau 3 năm miệt mài sản xuất, dù gặp phải không ít khó khăn về ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, song bộ phim tài liệu nghệ thuật Đại thi hào Nguyễn Du, một dự án điện ảnh lớn nhằm tái hiện chân thực và sinh động cuộc đời, thân thế, sự nghiệp và tác phẩm của Đại thi hào Nguyễn Du đã chính thức được ra mắt công chúng. Bộ phim có thời lượng 180 phút, được chia làm 3 phần. Phần 1, gia thế và tuổi thơ. Phần 2, 10 năm gió bụi. Phần 3, văn chương và quan trường. Với cái nhìn đa chiều về một vĩ nhân của dân tộc. Không chỉ có sự đầu tư lớn về kịch bản, dàn diễn viên, bối cảnh, đạo cụ, phục trang, việc lựa chọn sản xuất phim theo phương thức tài liệu truyện, tài liệu của diễn viên diễn xuất đã mang lại sự tiếp cận mới mẻ cho khán giả thưởng thức. Tôi là người Hà Tĩnh, quê hương Hà Tĩnh từ lâu, từ nhỏ là rất yêu truyền kiều và kính trọng của Nguyễn Du. Cả cái gia đình tôi, từ ông cụ thân sinh cho đến các anh em thì đều thích truyền kiều. Đấy, chính vì vậy là đó mà từ nhỏ tôi đã có cái đam mê như vậy. Và đến bây giờ khi kỷ niệm 200 năm ngày mất của cụ ấy, và 255 ngày sinh của cụ Nguyễn Du, thì tôi cũng muốn làm một cái gì đó để tôn vinh cụ Nguyễn Du và tác phẩm truyền kiều. Thế thì được sự gợi ý của các đồng chí lãnh đạo khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du thì tôi quyết định làm cái bộ phim đó. Khi nói đến Nguyễn Du và nói đến truyện kiều thì người ta thấy tính dân tộc Việt ở trong đó, người ta thấy văn hóa Việt ở trong đó và thấy chính chúng ta ở trong đó. Thế thì làm sao để bật lên được cái câu chuyện đó? Đấy là một cái những cái khó khăn và những cái trăn trở của chúng tôi ở trong cái bộ phim này. Có một cái mà chúng tôi muốn truyền tải là đằng sau những cái việc đó thì con người Nguyễn Du thế nào, cuộc sống của ông thế nào và những cái nguyên nhân nào mà hình thành nên nhân cách của ông như vậy. Có thể nói truyện kiều đối với quốc tế thì một cái giá trị được ghi nhận nhất đấy là sự hoàn thiện của một con người. Một thúy kiều 15 năm đằng đẵng chịu đựng những nỗi đau nhưng không bao giờ mất đi một ý chí thiện lương và lấy lối sống thiện lương để làm hành xử, để điều chỉnh toàn bộ cái cuộc sống này, thì tôi nghĩ rằng cái kịch bản của chúng tôi cần phải làm rõ ra cái đó. Thông qua những lát cắt lịch sử của ba triều đại Lê Trịnh, Tây Sơn và thời kỳ đầu nhà Nguyễn, bộ phim đã tái hiện lại một cách sống động về cuộc đời của Nguyễn Du từ lúc sinh ra năm 1765 ở phường Bích Câu, Thăng Long trong gia đình tể tướng quyền quý đến khi làm quan tới chức hữu tham tri bộ lễ tước Du Đức Hầu và mất tại Huế năm 1820. Bộ phim đặc biệt khai thác yếu tố giáo dục gia đình, văn hóa dòng họ, khẳng định vai trò to lớn của người phụ nữ, mà cụ thể là sự ảnh hưởng của bà cả Đặng Thị Dương và mẹ ruột Trần Thị Tần đối với việc hình thành nhân cách, bản tính thiện lương của Nguyễn Du từ thuở nhỏ. Phim cũng đề cao đạo học trong gia tộc Nguyễn Tiên Điền, truyền thống văn hóa dòng họ Trần, ảnh hưởng lớn đến tư duy sáng tác văn học của Nguyễn Du. Có hai cái khó khăn rất là lớn đối với chúng tôi. Khó khăn thứ nhất là bối cảnh. Tất cả những cái bối cảnh mà cách đây gần 300 năm thì nó không còn nữa. Đa phần là như thế, mà bối cảnh, những bối cảnh gắn với cuộc đời của Nguyễn Du thì đương nhiên những cái đó chúng tôi phải phục dựng lại. Thứ hai nữa là về hệ thống nhân vật, đấy là cái khó khăn lớn nhất, đó là Nguyễn Du. Bởi vì chúng tôi làm là cụ từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến lúc cụ tạ thế. Với tôi cái áp lực lớn nhất ấy, thì thực ra đấy là cụ Nguyễn Du là người quá nổi tiếng rồi. Và nói như anh Trần Đăng Khoa là mỗi một người Việt Nam đều có một Nguyễn Du trong mình. Thế bây giờ phải làm thế nào để người ta chấp nhận được? Đấy là cái nhất. Cái thứ hai nữa là đặc biệt là truyện kiều. Truyện kiều là cái chuyện mà đọc càng thấm. Thế thì vậy cụ Nguyễn Du làm sao mà xem để người ta thấy được điều đấy? Và đặc biệt là bộ phim rất dài, cũng 180 phút. Thế thì thực ra thì 180 phút mà để giữ khán giả đó rất khó, khó vô cùng luôn. Bởi vì nếu mà hay thì dài thành ngắn, mà không hay thì ngắn thành dài. Thì đấy là cái áp lực lớn nhất đối với tôi. Không thể kể hết những khó khăn mà đoàn làm phim đã gặp phải khi toàn bộ kinh phí là từ nguồn xã hội hóa. Chưa kể, với một khối lượng lớn các nội dung phải phục dựng để truyền tải chân thực tới người xem, đảm bảo chính xác yếu tố lịch sử. Song vượt qua những khó khăn ấy, thật may mắn khi đoàn làm phim đã nhận được sự chung tay góp sức của nhiều tập thể, cá nhân, các nhà nghiên cứu cùng những người có chung tình yêu và sự ngưỡng vọng đối với Nguyễn Du và truyện kiều, đối với văn hóa dân tộc.
Từ ý tưởng của 4 thành viên trong đoàn thì chúng tôi cũng đã cố gắng nỗ lực và đưa cái giá trị của bộ phim đến với và chia sẻ với địa phương. Ví dụ như là sự đóng góp mà không thể nhắc tới, đó là các lãnh đạo của tỉnh Hà Tĩnh, của tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Thái Bình và Huế, cũng như là có một cái địa phương chỉ là huyện thôi rất là quan trọng, đó là huyện Nghi Xuân, nơi sinh cụ Nguyễn Du. Thì chúng tôi đã về đó thì cũng được sự hỗ trợ nhiệt tình và sự cố vấn cũng như là đóng góp và cũng như tư vấn rất là nhiều về thêm nội dung, về hình ảnh, và chúng tôi cũng tạo điều kiện để chúng tôi quay những cảnh phim rất là đẹp và như ý, và cũng như là lột tả lên những cái sự sắc thái cũng như là cái giá trị, cái nét đẹp của về đời thực của cụ Nguyễn Du. Cái điều lớn nhất mà chúng tôi cảm nhận được qua quá trình làm phim đấy là chúng tôi đã thể hiện được cái tư tưởng của cụ Nguyễn Du, và đặc biệt là cái yếu tố văn hóa trong cái cuộc đời cũng như sự nghiệp của cụ Nguyễn Du. Cái đó là rất là quý trọng cho thế hệ chúng tôi và thế hệ mai sau. Âm nhạc trong phim cũng ghi được một điểm cộng bởi tài năng của nhạc sĩ trẻ Đinh Khánh Linh, góp phần không nhỏ tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc cho người thưởng thức. Xuyên suốt 180 phút của phim, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hai yếu tố tài liệu và nghệ thuật đã làm nên sức vóc cho một tác phẩm lớn về đại thi hào Nguyễn Du, danh nhân văn hóa thế giới. Sau kế hoạch tham dự liên hoan phim tại Huế, bộ phim sẽ được công chiếu tại Hà Tĩnh, quê hương của đại thi hào Nguyễn Du. Cổ xuân hương như bị chứng kiến sách ái tình, đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kỳ nguyên quay này sẽ nói vâng.